Theo lãnh đạo trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, ngày 1 tháng 10, một nữ sinh lớp 10A5 sử dụng điện thoại trong giờ học, bị giáo viên bộ môn thu giữ và giao cho chủ nhiệm lớp là cô Đậu Thị Bích. Chiều cùng ngày, tại phòng trực giám thị, do điện thoại của nữ sinh không bị khóa nên cô Bích thấy trên màn hình hiện cuộc nói chuyện với nhóm Facebook có tên là Động Cô Bích. Kiểm tra, cô giáo đọc được các cuộc trò chuyện nói xấu thầy cô, nhà trường. Sự việc kéo dài nhiều ngày trước khi được phát hiện. Ban giám hiệu nhà trường sau đó mời đại diện hội cha mẹ học sinh và các phụ huynh liên quan thông báo, đồng thời yêu cầu học sinh viết tường trình. Căn cứ mức độ vi phạm, hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp đưa ra các mức phạt, buộc thôi học 1 năm đối với 3 học sinh lớp 10A5 do vi phạm đạo đức, 4 em nam khác bị đuổi học 1 tuần, một nữ sinh bị cảnh cáo trước toàn trường.